Thưa quý vị và các bạn, Brazil mới đây đã loại trừ 3 trường hợp có khả năng mắc bệnh Newcastle, hay còn được gọi là bệnh gà rù ở gia cầm, sau khi xét nghiệm các mẫu bổ sung lấy từ động vật. Và tuần trước, nước này đã ban hành lệnh cấm tự nguyện xuất khẩu gia cầm sang một số quốc gia sau khi ghi nhận hơn 7.000 con gia cầm chết tại một trang trại. Newcastle là một bệnh do virus ảnh hưởng đến gia cầm nuôi và chim hoang dã, gây ra các vấn đề về hô hấp cùng nhiều triệu chứng khác và có thể dẫn tới tử vong. Brazil hôm 18 tháng 7 đã phát hiện trường hợp mắc bệnh Newcastle đầu tiên ở gia cầm kể từ năm 2006. Các mẫu bệnh khác đã được thu thập bổ sung vào ngày 19 tháng 7 từ các gia cầm ở 3 khu vực trong khu bảo tồn, được thành lập ở bang Rio Grande do Sul, nơi chính quyền phát hiện trường hợp mắc bệnh đầu tiên sau 18 năm khi nó được phát hiện ở động vật sinh sống. Brazil đã tự nguyện áp dụng các hạn chế xuất khẩu vào ngày 19 tháng 7. Lệnh hạn chế xuất khẩu gia cầm này đã ảnh hưởng đến việc bán gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm sang 44 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Argentina, Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Ả Rập Saudi.